Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video clip này chúng ta sẽ tìm đến một cái dòng cân điện tử để cân những cái cuộn sắt thép này, và đây chính là dòng cân sàn điện tử DI28SF. Cân tử Gia Phát đang ở khu công nghiệp Biên Hòa 1 và đang giao một cái cân sàn điện tử cho một anh khách hàng đang kinh doanh trên lĩnh vực lưới. Lưới không phải là lưới B40 mà là sản xuất lưới nhúng nhựa. Sản phẩm thực tế này là anh chị ạ. Cho nên là cái cân này được anh chị mua về để cân những thành phẩm, những tấm lưới đây. Còn những cái cuộn kẽm này chính là cái nguyên liệu nhập vào. Đây là sàn thực tế, nó 1,5 x 1,5 m. Ngoài cái dòng cân sàn 1,5 x 1,5 m ra thì vẫn có những cái sàn cân với kích thước khác như là 1,2 x 1,2 m hoặc là 1 m x 1 m, và những cái kích thước riêng theo cầu của anh chị, ví dụ như 1 m x 2 m hay là 1,6 x 2,5 m, tùy theo cái nhu cầu sử dụng thực tế của anh chị mà anh chị sẽ quyết định chọn cái sàn cân nó kích thước bao nhiêu. Đây là một cái cân thực tế, màn hình LED xanh cho nên cho anh chị cái cảm giác đọc số rất là dễ dàng. Còn trên cân thì có luôn có những cái số hotline, 4 số hotline để anh chị có thể dễ dàng gọi điện thoại đến công ty cân điện tử Gia Phát để nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng nhanh nhất. Chúng ta sẽ nhìn một vòng về tổng quan về cái dòng cân sàn DI28SF anh chị ha. Sàn cân màu xám và dạng sắt sơn tĩnh điện, cho nên cái độ bền hay là cái sự chống rỉ sét nó tốt hơn một số cái dòng cân mà chỉ là sơn phủ tay thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thấy cái thực tế cái cách chúng ta cân như thế nào ha. Ở một số xưởng mà đã có sàn năng điện rồi thì quá trình cân nó diễn ra rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần là di chuyển cái cuộn hàng bằng sàn năng điện rồi chúng ta đặt lên là cân thôi. Ở một số điều kiện mà sử dụng mà chưa có sàn năng thì mình có thể âm nền, âm cái mặt cân này bằng với mặt nền nền nhà xưởng luôn, sau đó mình có thể mình lăn cái cuộn sắt hoặc là mình có thể dùng xe lăn tay mình kéo qua thì nó dễ dàng hơn. Nếu như mà anh chị đang cần một cái dòng cân này mà những cái điều kiện sử dụng nó khác á, thì anh chị có thể chia sẻ với cân tự Gia Phát để cân tự Gia Phát có thể chia sẻ nhiều hơn về cái thao tác sử dụng hoặc là cách sử dụng hoặc là nó một cách nào đó mà nó phù hợp nhất cho những cái điều kiện sử dụng của nhà tại nhà xưởng của mình. Và xem xong video lúc này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với cái nhu cầu sử dụng thực tế của mình á, thì anh chị có thể xem thêm trên website của công ty cân điện Gia Phát hoặc là gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, thì cân điện Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn, báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất cho anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.